Xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni, luật rừng lại diễn ra công khai. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 3 đã đưa ra xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Kết quả, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni nhận mức án 18 tháng tù và luật sư Trần Văn Sĩ nhận mức án 2 năm tù cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam. Hội đồng xét xử cho rằng bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã lợi dụng quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi phát hình trực tiếp trên không gian mạng và phát ngôn có nội dung bịa đặt, thông tin không đúng hoặc chưa kiểm chứng. Viện kiểm sát nói rất tiếc khi phải xét xử bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Điều đó đã xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân và những bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật. Đáng chú ý, vụ án vừa kể trên không thuyết phục được dư luận xã hội, kể cả các cơ quan trong hệ thống tư pháp nhà nước. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 3 đã ẩn ý khi đưa tin với tiêu đề: Viện kiểm sát nói rất tiếc khi phải xét xử bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Bản tin cho biết tranh luận đối đáp tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nói rất đáng tiếc khi phải xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ vì hai người này từng là nhà báo, luật sư có am hiểu về pháp luật. Trên mạng xã hội Facebook và các diễn đàn chính trị, có nhiều ý kiến không đồng tình về vụ án cũng như bản án của hội đồng xét xử. Facebook Nguyễn Nga từ Hà Nội thì cho rằng, đấu khẩu trên mạng hai phe thua tất, một bên là giám đốc điều hành 3 năm tù, bên còn lại là luật sư. Hôm nay tòa xử lằn danh giữa tự do dân chủ với vi phạm theo luật điều khoản 331 nó mong manh. Từ nhà báo đến luật sư là những người hiểu biết pháp luật mà vẫn bị bắt như thường. Thôi thì trong chế độ cộng sản, chịu nhịn chút, tránh đối đầu là cách giải quyết tốt nhất. Còn tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ trong một sa sút luật rừng trong vụ xử bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã nhận xét rằng điều nghiêm trọng là tại phiên tòa này, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã bị hội đồng xét xử xâm phạm thô bạo. Điều này chỉ ít ở hai sự việc. Bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu luật sư và nhà báo, chưa hiểu vì sao bị xử lý hình sự cả. Cụ thể, thứ nhất là căn cứ khoản 1 điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự, bà Hằng và ông Dũng phải được xác định là bị hại, thế nhưng hội đồng xét xử đã xác định hai người này là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hai, ngay cả với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, bà Hằng và ông Dũng cũng không có mặt tại phiên tòa vì được hội đồng xét xử cho phép vắng mặt. Điều này vi phạm nghiêm trọng điểm A khoản 3 điều 65 quy định, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Tiến sĩ luật Cú Hòa Vũ kết luận, đúng là luật rừng. Điều cần lưu ý là bị hại của luật rừng này không chỉ có bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Đặng Văn Sĩ, mà còn là trước hết là hiến pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dư luận còn thắc mắc, đây chỉ là một vụ việc cãi nhau trên mạng xã hội, vì sao không xử về tội làm nhục người khác hay tội vu khống theo bộ luật dân sự, mà lại xử theo điều 331. Rồi việc tòa không công nhận tư cách của bà Hằng và ông Dũng là bị hại mà lại xác định hai người này là người quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Giới luật sư cho rằng đó là sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Dư luận xã hội cho rằng việc bà Nguyễn Phương Hằng bị đi tù không phải do bà livestream chửi nhau, vì rõ ràng trong suốt thời gian bà Hằng livestream trên mạng xã hội nhưng không ai cấm. Bà Hằng tố cả cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biển thủ 10 tỷ đồng chi phí mổ tim của Trung ương cấp đem xài vào việc khác. Một phiên tòa xét xử quan chức tham nhũng mới đây. Chưa hết, bà Hằng còn kể ơn huệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Trong livestream, bà Hằng kể công giúp đỡ ông Mãi thời ông còn làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, trách mắng ông Mãi là người vô ơn, thiếu đạo đức. Điều đó cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng cậy là một doanh nhân thành đạt, giàu có tới mức kim cương đong bằng ống bơ. Mọi người có sức mạnh đồng tiền,
và những mối quan hệ với giới chức, lãnh đạo, quyền lực vẫn còn khả năng lấy tiền đè người. Phải chăng việc bà Nguyễn Phương Hằng phải nhận bản án 3 năm tù là một sự quá đà của giới chức thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh, nên họ đã phạt vạ nhà báo Hàn Ni và luật sư Sĩ để làm vừa lòng kẻ có tiền? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin xét xử vụ án nhà báo Hàn Ni, luật rừng lại diễn ra công khai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thất bại cay đắng của Cuba, vì sao Tổng Trọng không khai tử chủ nghĩa xã hội? Vì nền kinh tế quá kiệt quệ, mới đây giá xăng ở Cuba đã tăng tới 500%, quy ra tiền Việt là hơn 100.000 đồng mỗi lít, đồng thời điện cũng tăng thêm 25%. Có ý kiến rẻ biểu rằng, vậy là Cuba đã bỏ gác để đến thiên đường trước Việt Nam rồi hay sao? Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 29 tháng 2 đưa tin, Cuba bắt đầu tăng giá xăng 500%. Theo đó, Cuba sẽ tăng giá xăng 500% cùng với giá điện cũng tăng 25% kể từ ngày 1 tháng 3, song giá xăng cho phương tiện công cộng không thay đổi. Tại Cuba đã bắt đầu tăng giá xăng. Được biết, nhà nước Cuba đến nay vẫn duy trì kinh tế theo mô hình tập trung bao cấp thời Xô Viết. Chính phủ Cuba đã trợ cấp cho hầu hết các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Vậy mà lúc này họ buộc phải tăng giá xăng lên gấp 5 lần, như một phần trong loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Thì có thể hiểu ra rằng tình cảnh của nhà nước Cuba đã bi đát lắm rồi. Theo giới phân tích quốc tế, nếu so sánh sự phát triển của hai quốc gia là Singapore và Cuba cùng giành được độc lập vào năm 1959, tại thời điểm đó Cuba có lợi thế về kinh tế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng. Vậy mà đến hôm nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành một đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu của thế giới. Đài tiếng nói nước Pháp AFI vào ngày 4 tháng 1 cho biết thêm, đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố cách mạng chiến thắng, Cuba chìm trong khủng hoảng. Thủ đô Cuba đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bợ chờ cơ hội di cư sang nước khác. Hình ảnh một cây xăng ở thủ đô La Habana tại Cuba vào tháng 1 năm 2024. Lần kỷ niệm thứ 65 năm ngày chiến thắng này là lần kỷ niệm buồn thảm nhất của cách mạng Cuba, với tình trạng siêu lạm phát, nạn đói và tuyệt vọng. Thủ tướng Cuba, ông Manuel Cruz, phải loan báo một kế hoạch gây sốc là tăng giá điện, khí đốt, xăng, nước, vận chuyển công cộng và kể cả xì gà do quá thiếu thốn. Thủ tướng Cuba cũng đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp, điều khiến giới quan sát đánh giá là một lựa chọn đáng ngạc nhiên của chính phủ Cuba và Đảng Cộng sản, vì tất cả các công chức ở Cuba đều cần đến sổ mua hàng, một biểu tượng của kinh tế tập trung theo thời bao cấp với mô hình Xô Viết. Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó thì hàng ngàn người cao tuổi hay người không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Quan trọng hơn, nếu chính sách bao cấp mất đi, nó sẽ chôn vùi luôn cái gọi là chủ nghĩa xã hội. Đài FI còn mô tả, ở thủ đô Cuba và các thành phố khác, người ta dễ dàng bắt gặp hàng đoàn người già ốm dơ xương, người ăn mày, đàn bà trẻ con đói khát ngày càng đông đảo từ nhiều tháng qua. Truyền thông độc lập của những người Cuba ở nước ngoài mô tả cuộc sống tồi tệ của quốc đảo này. Vào năm 2023, Cuba thực sự ở bên bờ địa ngục. Các mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá đắt đỏ. Thiếu thuốc men và bác sĩ, dù xưa nay hệ thống y tế vẫn được ca tụng, đất nước nông nghiệp bị bỏ hoang, du lịch thì xuống dốc. Như những bóng ma trên một con tàu đang trôi đi trong vô định. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, theo giới phân tích, các quốc gia thiên tả thì làm ngơ với Cuba. Cộng hòa Liên bang Nga, đồng minh thân cận cũng không dư giả gì vì vướng vào cuộc chiến ở Ukraine. Nếu La Habana
không đưa quân sang giúp Nga ở Ukraine thì đừng hy vọng sự giúp đỡ từ Nga. Còn với Trung Quốc, họ quá hiểu rằng tiền mà Trung Quốc vay thì coi như mất đứt, nên Bắc Kinh không hề quan tâm. Hoa Kỳ thì chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Habana, họ chờ cho chế độ cộng sản ở nước này tự sụp đổ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Những điều vừa trên cho thấy tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn tồn tại một từ duy nhất trong danh xưng, còn tất cả đường lối, chủ trương, hành động thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản nữa. Khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 vào tháng 10 năm 2013, trong phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Thất bại cay đắng của Cuba, vì sao Tổng Trọng không khai tử chủ nghĩa xã hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.